Thưa quý vị, chăm con rất quan trọng nhưng hiểu con cũng quan trọng không kém. Ngay từ khi con vẫn còn nằm trong bụng mẹ thì chúng ta đã tìm cách kết nối với con rồi. Sau này khi con chào đời và con có được những sự phát triển về nhận thức và giao tiếp, con có thể bắt đầu phát ra những âm thanh, con có thể mỉm cười hay thậm chí có thể khóc. Và thông qua những âm thanh đó thì chúng ta có thể giao tiếp với con, có thể hiểu con hơn. Và để giúp cho quá trình đó trở nên dễ dàng hơn với các mẹ thì ngay sau đây chúng tôi muốn mời lên sân khấu một vị khách mời mà chắc hẳn cũng đã quen thuộc với rất nhiều mẹ rồi, chị Hương Đỗ, đồng thời là tác giả của cuốn sách Nuôi con không phải là cuộc chiến, ăn dặm không phải là cuộc chiến, và thường thường có biết tới cái tên rất là đáng yêu là mẹ ong bông. Chị Hương Đỗ thì đang có mặt trong khán phòng của chúng ta và ngay bây giờ sẽ xuất hiện trên sân khấu để chia sẻ với quý vị những cách thức để có thể giao tiếp với trẻ một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Biểu hiện trên cơ thể này
để chúng ta biết nhu cầu của con là gì và chúng ta đáp ứng. Và những cái tín hiệu như thế này, thông qua tiếng khóc và những cái nhu cầu như thế này, nó chỉ xuất hiện trong 3 tháng đầu đời. 3 tháng đầu đời trẻ sẽ có những cái tín hiệu nhu cầu cực kỳ rõ ràng, dễ phân biệt. Nếu chúng ta để ý, chúng ta dừng lại một chút, chúng ta quan sát, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta tìm hiểu, chúng ta ghi chép, thì trong vòng chỉ cần 1 tháng rưỡi, 2 tháng đầu thôi là các bạn đã có thể biết rằng là khi mà con các bạn tất tiếng khóc, các bạn nhìn thì các bạn biết ngay là con các bạn là đang đói, hay là đang buồn ngủ, hay là đang khó chịu vì bị ướt bìm, hay là đang khó chịu vì bị đầy hơi trào ngược. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu đời, khi mà nếu mà chúng ta không can thiệp kịp thời, không can thiệp đúng, chúng ta không hiểu đúng nhu cầu, thì những cái tín hiệu, cái khả năng đưa ra tín hiệu này sẽ dần dần mất đi. Và cuối cùng, nó sẽ các bé sẽ quy về cùng một kiểu tín hiệu và cùng kiểu tiếng khóc. Thế nên là trong 3 tháng đầu, các bạn bầu sắp sinh lưu ý là trong 3 tháng đầu, nhất là cái tháng đầu tiên, thì việc mà chúng ta xác định rõ cái tín hiệu, xác định rõ cái nhu cầu đúng của con để đáp ứng đúng nhu cầu là rất quan trọng. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ gặp được những cái hậu quả rất là khó lường. Nếu các bạn nhìn ở trên đây thì sẽ thấy em bé chúng ta không phải chỉ có mỗi 2 cái nhu cầu là đói và buồn ngủ, mà bạn có rất là nhiều nhu cầu. Chúng ta sẽ thấy là cái nhu cầu mà chúng ta thường gặp nhất đấy là đói, nhu cầu thứ hai là buồn ngủ, sau đấy là nhu cầu thứ ba là với những bạn mà bé sơ sinh ấy, thì là cái còn rất có thể là bé sẽ bị trào ngược, có thể là muốn ậu hơi vì là đầy hơi, không mất khí. Một số bé thì có vấn đề về bị colic, tức là cảm giác rất là khó chịu ở trong bụng. Mà colic cái này thì là vẫn chưa có một cái nghiên cứu chính xác xem là nguyên nhân đó là gì. Có một số bé chúng ta sẽ thấy là đến giai đoạn 1 tháng rưỡi, 2 tháng bắt đầu là chán này, muốn âu yếm này. Hoặc một số bé khi mà chúng ta nâng niu bé quá nhiều, chúng ta cho bé chơi quá nhiều cái hoạt động kích thích, hoặc là đã đến giờ ngủ rồi nhưng mà chưa được đi ngủ, thì bé có thể là bị quá phấn khích quá mức thì bé cũng sẽ khóc. Một số bé thì sẽ buồn ngủ nhưng không được ngủ thì sẽ bị gắt ngủ và bé sẽ khóc. Các bạn lớn hơn thì sẽ khóc khi mà khóc và đưa ra tín hiệu khi mọc răng. Một số bé thì sẽ khóc có cái nhu cầu khi mà bị nóng hoặc là bị lạnh. Thường thì ở Việt Nam thì thường hay vấn đề các bạn ấy khóc hay là khó chịu thường là do nóng, chứ ít khi là do lạnh lắm. Và cuối cùng thì các bé sẽ khóc khi mà bị ướt bìm hoặc là bị hăm tã. Thì đấy là những cái nhu cầu. Và những cái nhu cầu này tùy từng nhu cầu của bé mà bé sẽ có cái kiểu tiếng khóc khác nhau, và bé sẽ đưa ra những cái tín hiệu khác nhau. Ví dụ như khi đói thì chúng bé sẽ có những cái tín hiệu khác, mà khi buồn ngủ có những tín hiệu khác và chúng ta cần phải đáp ứng đúng. Ví dụ đói thì chúng ta sẽ phải cho bé ăn, hay buồn ngủ thì chúng ta thấy buồn ngủ khác, chúng ta phải phân biệt đúng. Cái buồn ngủ và cái đói là hai cái mà các bạn Việt Nam mình rất hay nhầm lẫn. Buồn ngủ đói và bị trào ngược. Tại sao trào ngược hay nhầm lẫn? Bởi vì là khi mà con ăn xong rồi các bạn nghĩ là con no rồi thì con sẽ đi ngủ, và các bạn cho con đi ngủ nhưng con đang ngủ được một lúc thì bé lại khó chịu vì lúc đấy là đầy hơi khó chịu, và bắt đầu là các bạn lại nghĩ rằng là con vẫn đói, thế là các bạn lại cho ăn. Nhưng mà lúc đấy mà cho ăn vào thì lại càng khó chịu, bởi vì đang bị trào ngược, đang muốn ậu hơi, vỗ ậu hơi, đang muốn là thoát khí ra thì lại cho ăn càng khó chịu. Mẹ lại nghĩ rằng là thế này thì là chắc là không phải là đói rồi, là buồn ngủ rồi, lại cho đi ngủ, lại khóc lóc khó chịu. Và như thế cứ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Trong khi đó, nếu chúng ta đọc đúng cái tín hiệu trào ngược, đọc đúng cái tín hiệu đầy hơi, chúng ta chỉ cần làm một cái việc rất đơn giản, đấy là vỗ ậu hơi cho con, vỗ ậu hơi kỹ cho con là có thể giải quyết được. Hay là khi mà con ướt bìm hay bị hăm tã cũng thế, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể giảm thiểu được cái tiếng khóc của con khi mà con bị ướt bìm. Nếu như mà chúng ta sử dụng tã bìm đúng cách, chúng ta như bạn nhà mình bây giờ đang được hơn 6 tháng tuổi, thì mình không như bạn đầu tiên là mình cho con dùng bìm ngay từ đầu, dùng bìm hút buni ngay từ khi mới sơ sinh, thì là bìm buni thấm hút rất là tốt, thấm hút nhanh gấp 2 lần so với các loại tã bìm thông thường. Thế cho nên là trừ khi là bạn ít thôi, còn nếu mà bạn ít đẻ thì gần như là không hề
và bạn ấy phải khó chịu khi mà bạn ấy đẻ nữa, và là chúng mình cứ dựa vào cái ô cái vạch kẻ nước tiểu để mình thay vì cho bạn thôi. Nên là cái vấn đề khóc khi mà ướt mịn thì là mình đã loại trừ được rất là dễ dàng. Hay là con nhà mình thì là bị viêm da cơ địa nên là da bạn ấy rất là nhạy cảm, nhưng mà khi mà mình sử dụng đã mun đi thì là đã vừa mỏng này, cho nên là không bị bí này, và đã lại còn được có cái lớp nano, cho nên là rất là mềm mịn, cho nên là không hề bị hăm đỏ một chút nào ngay từ khi sinh ra. Cho dù là tháng đầu bạn ấy ị tận 6-7 lần một ngày nhưng mà bạn ấy vẫn không hề bị hăm đỏ chút nào dù là cái viêm da cơ địa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi cái nhu cầu khác nhau thì sẽ có tiếng khóc và tín hiệu cơ thể khác nhau. Và khi mà trẻ lớn dần lên, khi mà khả năng ngôn ngữ phát triển gia tăng thì cái bé cũng gia tăng tỷ lệ dùng tín hiệu và cái tiếng khóc sẽ giảm dần, thay vào đó là sẽ dùng tín hiệu cơ thể để mã nhu cầu, và con chỉ khóc khi mà con đưa ra tín hiệu là chúng ta không đáp ứng cho con. Vậy thì sau đây sẽ là một cái clip để chúng ta biết được là ngôn ngữ của trẻ sơ sinh như thế nào. Các bạn sẽ thấy là đi kèm với tiếng khóc thì sẽ có những cái tín hiệu thua khoảng tay chân. Đói thì bắt đầu khóc,
khóc thì lúc đấy là mẹ lại tưởng là khóc thì là do là không ngủ được, khó ngủ, là bế lên dỗ. Bế lên dỗ, nhưng mà nhu cầu là gì ạ? Nhu cầu là ăn đúng không ạ? Nhưng mà lại cứ bế dỗ không được cho bú. Thế là bắt đầu càng khóc nhiều hơn, không chịu ngủ, cũng không chịu làm gì hết. Và cuối cùng là lại khóc, khóc nhiều, khóc lóc nhiều, mệt quá rồi, đói mệt quá rồi, lại ngủ, ngủ lơ mơ. Thế là thức dậy thì ăn, thì lúc này là đến lúc quá đói rồi, ăn nhưng mà vừa ăn lại vừa buồn ngủ, lại ăn không hiệu quả tiếp. Ăn không hiệu quả tiếp và cuối cùng nó lại tiếp tục là tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, ngủ thì không sâu giấc, ăn thì không đủ no. Ngoài ra hoặc là đang ngủ thì là khó chịu vì không được vỗ ổ hơi, khó chịu đầy bụng. Thế là không được vỗ ổ hơi thì là rất là khó chịu, ngủ khóc. Thì mẹ thấy thế lại tưởng là con đói, lại cho con bú, lại thấy khóc là bắt đầu cho đi để cho ngủ. Nhưng càng đi thì càng quẫy, càng cưỡi, càng khóc. Thế là lại khóc lóc chán chê, lại bắt đầu là ngủ lơ mơ, dậy xong rồi lại khóc, lại ăn, lại tạo thành một cái vòng luẩn quẩn như thế. Và nó cứ tiếp diễn như thế trong vòng 2 tháng, 3 tháng, 4, 2, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Mẹ rất là mệt mỏi, rất nhiều bạn đã bị mất sữa và bị trầm cảm chỉ bởi vì là chúng ta không đọc được cái tín hiệu và tạo thành cái vòng luẩn quẩn ăn ngủ như thế. Và sau này nếu mà đến 6 tháng rồi mà con chúng ta vẫn còn có cái tín hiệu không được đáp ứng như thế thì nó sẽ tiếp tục biến thành cái vòng luẩn quẩn ăn ngủ vào ban đêm. Tức là khi mà không có nhu cầu ăn đêm nữa, nhưng mà khi mà chuyển giấc thì chúng ta đã quen cả với lớp mẹ em rồi, nên là chuyển giấc cứ thức dậy ban đêm là chúng ta nhét đi vào cho con bú. Rồi dù không có nhu cầu, cho dù bạn ấy chuyển giấc, bạn ấy có thói quen là bởi vì bạn ấy quen cứ chuyển giấc là đi, cứ chuyển giấc là không ngủ được là phải đi. Và như thế nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn là đêm ngủ chằn chọc, cứ đêm là phải cho bú. Mà một khi bú đêm nhiều thì ban ngày ăn lại kém đi, thậm chí có rất nhiều bạn mà không chịu ăn dặm, không ăn dặm được, chính là vì làm sao đêm bú nhiều quá. Mà cuối cùng lại tạo thành một cái vòng luẩn quẩn nữa vào ban đêm, đêm bú nhiều, ngày ăn ít, ngày ăn ít, đêm chằn chọc, lại bú lại ăn, tạo thành cái vòng luẩn quẩn. Thậm chí có những bạn mà mình hỗ trợ tư vấn đến tận 14, 15 tháng vẫn bị rơi vào cái tình trạng này, chỉ bởi vì là không hiểu rõ cái tín hiệu của bé ngay từ đầu. Vậy thì làm sao mà để chúng ta có thể đọc hiểu tín hiệu của bé ngay từ đầu? Thứ nhất mình nói luôn là cái này là không phải dễ. Thậm chí đến mình đây, sinh con thứ hai thì hỗ trợ tư vấn cho rất nhiều các bạn rồi, nhưng mà khi mà con bạn thứ hai của mình ra đời thì cách đọc tín hiệu của mình còn rất là nhiều lòng nóng. Thì mình đã làm theo cách nào? Thứ nhất là mình sử dụng một cái kỹ thuật gọi là nút chờ. Cái nút chờ này rất là đơn giản và mình nghĩ là tất cả các bạn đều làm được, nhưng mà các bạn có đủ bình tĩnh và kiên trì để làm hay không, đấy chính là gì ạ? Khi mà chúng ta thấy con khóc ngay từ những ngày đầu sau sinh, sau khi về viện về, khi mà chúng ta thấy con khóc, chúng ta hãy kìm nén cái việc chúng ta chạy lại dỗ dành con ngay lập tức. Chúng ta hãy kìm nén cái việc là khi thấy con khóc chúng ta nhét đi vào cho con bú để cho con nín đi ạ. Mà chúng ta đứng lại, chúng ta chờ. Chúng ta chờ, trong lúc chờ đấy là lúc để làm gì các bạn có biết không ạ? Chờ đấy chúng ta làm, chúng ta quan sát cái tiếng khóc của con, chúng ta quan sát cái tín hiệu cơ thể của con để chúng ta có thể đọc đúng được cái ngôn ngữ, đọc đúng được cái nhu cầu. Và trong vòng cái nút chờ đấy, ban đầu ở cái giai đoạn 1 tháng, nút chờ của bọn mình đưa ra là khoảng từ 1 đến 3 phút cho ban ngày và 5 phút cho ban đêm. Thì là trong cái lúc đấy các bạn sẽ tập đúng tín hiệu và các bạn sẽ làm một cái, sau đấy thì các bạn sẽ làm một cái danh sách checklist là gì ạ? Thầy quan sát xem cái tín hiệu, thấy không phải là, nếu là đúng là tín hiệu con đó thì chúng ta cho bú, nếu không phải có tín hiệu con đó chúng ta bỏ qua, chúng ta chuyển sang tiếp cái tín hiệu đấy hơi trào ngược. Nếu đúng chúng ta bế lên vỗ hộp hơi, nếu không đúng thì chúng ta lại bỏ qua, chúng ta tiếp sang cái tín hiệu xem có phải bé buồn ngủ, bé chuyển giấc, bé khó ngủ hay không, hay là tín hiệu bé kích thích quá, hay là tín hiệu là do là bìm bé đầy rồi, bé ướt bìm rồi, hay là tín hiệu là do bé bị hăng đã, bé bị khó chịu trong người. Và khi mà chúng ta đưa ra những cái, tìm hiểu những cái tín hiệu như thế, chúng ta có những cái danh sách, chúng ta phải cải thiện như thế, chúng ta sẽ đáp ứng dần dần, không thể nào là một phát ngay được, không thể nào là ngay tuần đầu tiên về hay là ngay tháng đầu tiên về mà chúng ta có thể đáp ứng
ứng được đúng chính xác cái nhu cầu 100%, nhưng dần dần thông qua cái nút chờ này, thông qua cái việc của chúng ta ngừng lại, chúng ta quan sát tiếng khóc và tín hiệu này, thì rồi các bạn sẽ biết được là con chúng ta muốn nói gì và các bạn đã ứng đúng nhu cầu. Ngoài ra là chúng ta sẽ kết hợp với một cái nữa, đấy là chúng ta sử dụng những cái bảng ghi chép, những cái nhật ký sinh hoạt. Các bạn nào mà quen dùng điện thoại smartphone ấy thì sẽ thấy là ở trên App Store, Play Store này có rất là nhiều những cái ứng dụng để ghi chép lại cái lịch sinh hoạt, ghi chép lại những cái tín hiệu của con. Chúng ta ghi chép cái gì? Chúng ta ghi chép là cái thời gian mà con chúng ta hay đói, cái tín hiệu là gì, sữa con đẻ lúc nào, con đi lúc nào, chất lượng nước tiểu ra sao, chất lượng phân ra sao, con ngủ lúc nào, tín hiệu buồn ngủ con là gì. Và khi mà chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta kiên trì ghi chép ngay từ ngày đầu, thì khoảng sau khoảng tầm 3 tuần hoặc là muộn hơn thì 5 tuần, chúng ta nhìn vào đấy chúng ta sẽ nhìn thấy những cái khuôn mẫu, những cái khuôn mẫu để biết được rằng là những cái tín hiệu và những cái nhu cầu của con là gì để chúng ta đáp ứng cho chính xác. Bên cạnh đó thì nếu mà bạn nào đã đọc vị mọi vấn đề của trẻ, hay là cái đọc nuôi con không phải là cuộc chiến bản 2014 hoặc là bản 2018 mới đây, thì cũng biết là bọn mình có giới thiệu đấy là việc là chúng ta cho con sinh hoạt theo một trình tự cố định để tạo thành những cái tín hiệu, để tạo thành những cái lời nhắc để mà con chúng ta có thể biết rằng là thông qua cái việc sinh hoạt theo trình tự cố định đấy, thì khi mà hết một cái hoạt động, con chúng ta sẽ biết cách đưa ra những cái tín hiệu, biết cách chuẩn bị tinh thần để đáp ứng cái nhu cầu dễ dàng hơn. Ví dụ như ở đây thì bọn mình giới thiệu là trình tự sinh hoạt easy, thì khi sau khi mà con mới ngủ dậy ở giấc đêm thì chúng ta sẽ dựa vào cái tín hiệu của con và chúng ta cho con ăn ngay thật đức, sau đấy là chúng ta vỗ bộ hơi. Vỗ bộ hơi chính là cái bộ hoạt động, vỗ bộ hơi là vệ sinh cá nhân, tập nằm sấp, chơi cùng người lớn. Thì sau đấy thì con sẽ biết qua một thời gian với một cái trình tự như thế này, con sẽ đưa ra những cái tín hiệu để và con sẽ chúng ta sẽ biết là sẽ đến cái hoạt động tiếp theo đấy là ngủ. Và thông qua những cái sinh hoạt trong một trình tự cố định này thì dần dần vào khoảng 4 đến 6 tuần, các bạn ý sẽ dần dần đưa ra những tín hiệu chuẩn hơn và dần dần có thể theo một cái nếp, theo một cái trình tự ổn định. Và như thế một ngày của chúng ta sẽ rất là suôn sẻ, bởi vì chúng ta biết được rằng là con chúng ta sẽ có tín hiệu nhu cầu gì, con chúng ta biết được rằng là những cái hoạt động tiếp theo của con sẽ là gì. Và cứ thế tuần tự trình tự trong ngày, sáng ngủ dậy, ăn xong có hoạt động, xong ngủ, xong là thời gian của mẹ, tiếp theo lại như thế cho đến hết ngày. Ban đêm chúng ta không áp dụng cái trình tự này nữa. Ban đêm chúng ta khi thấy con khóc, chúng ta quan sát tín hiệu của con để có thể là thay bể, bỉm, có thể là cho bú, xong đấy thì cho ngủ luôn. Thì đấy là những cái điểm chính, chúng ta những cái điểm cần lưu ý khi mà chúng ta mới sinh em bé. Đấy là việc đọc hiểu đúng cái tín hiệu của bé để đáp ứng đúng cái nhu cầu của bé, giúp cho là cái việc nuôi con của các bạn được suôn sẻ hơn và em bé có thể thoải mái, dễ chịu hơn khi mà nhu cầu được đáp ứng. Rất cảm ơn quý vị và các bố mẹ đã